Chiếc EV tuyệt đẹp này có công suất 815 mã lực và có đầy đủ chức năng. Mẫu xe ý tưởng mới nhất của DS Automobile thực sự là một chiếc cũ. Vào năm 2016, hãng xe sang Pháp Citroën đã trình làng mẫu concept E-Ten tuyệt đẹp, một mẫu xe thể thao gầm thấp với hệ thống chuyển động điện 402 mã lực. Bây giờ 6 năm sau, thương hiệu đã tiết lộ E-Ten Performance, một phiên bản cập nhật của chiếc xe năm 2016 với kiểu dáng cập nhật và công nghệ hệ thống chuyển động có nguồn gốc từ xe đua công thức E của DS. Phần lớn những thay đổi về thiết kế nằm ở đầu xe, giúp chiếc xe phù hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện tại của DS. Tấm lưới tản nhiệt hình chữ nhật có logo DS 3 chiều được chiếu sáng và được bao bọc bởi đèn pha siêu mỏng, góc cạnh được làm từ 800 đèn LED. Phần mui xe có thêm một vài lỗ thông hơi và Performance có bánh xe 21 inch khí động học mới, nhưng nếu không thì phần còn lại của thiết kế E-Ten vẫn giống với ý tưởng ban đầu. DS đã sơn E-Ten Performance với màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ bọ cánh cứng, với một số điểm nhấn màu đen bóng. Bên dưới cơ thể đáng yêu là hàng thật. E-Ten Performance sử dụng bộ khung liền khối bằng sợi carbon với hệ dẫn động hoàn toàn bằng điện được lấy từ xe Formula E, được phát triển bởi bộ phận DS Performance của thương hiệu. Động cơ điện kép của E-Ten cho công suất tổng cộng 815 mã lực, gấp đôi so với ý tưởng năm 2016 và gấp 3 lần so với xe đua thực tế. Mặc dù DS không đưa ra bất kỳ số liệu hiệu suất nào, nhưng nó cho biết E-Ten Performance dẫn động tất cả các bánh có thể đạt được tới 600 kW tái tạo khi phanh. DS cũng không đưa ra kích thước cho bộ pin, nhưng thương hiệu cho biết nó được đặt trong cấu trúc hỗn hợp carbon nhôm ở gần phía sau xe, giúp phân bổ trọng lượng tối ưu và đặc điểm động cơ đặt giữa. Gói này do Totonergy và Sharp cùng phát triển, và nó sử dụng một hệ thống làm mát nhập vai mới cho các tế bào pin. Có lẽ điều thú vị nhất là thực tế rằng DS E-Ten Performance không phải là một khái niệm trên bầu trời, nó là một nguyên mẫu có thể lái được thực tế. Vào cuối tháng này, chiếc xe sẽ được đưa vào thử nghiệm bởi các nhà vô địch công thức E Antonio Felix da Costa và Generic Wagner cả trên đường công cộng và đường đua, sau đó dữ liệu hiệu suất thực sự sẽ được tiết lộ. DS cũng cho biết sự phát triển của E-Ten Performance sẽ tác động trực tiếp đến những chiếc xe sản xuất EV trong tương lai của họ. Điều này có thể mang lại những điều tốt đẹp cho những gì đến Mỹ từ công ty mẹ Stellantis. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.